chuyện thú vị bắt đầu từ một lời hứa đùa vui khi anh Hoàng trao đổi với một thành viên trong BNI. Nếu chị làm chủ tịch chapter thì em sẽ học các bài training trên ứng dụng. Người ta thường chia sẻ câu chuyện thành công đến từ việc thực hành 7 giá trị cốt lõi BNI có thể tới từ mọi nơi. Nhưng đối với anh Lê Hoàng, nó đến từ một lời thách đố. Vào tháng 8 năm 2021, khi dịch COVID-19 đạt mức tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch, sự suy thoái trong ngành xây dựng của Việt Nam càng trở nên trầm trọng hơn. Nguyên nhân đầu tiên phải kể tới là sự gián đoạn chuỗi cung ứng, dịch bệnh chuyển biến phức tạp nên không thể hoạt động hết công suất, khâu vận tải tắc nghẽn, vận chuyển khó khăn, ùn tắc cảng gây ra nguyên liệu khan hiếm. Từ đó, giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng cao, dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn, chi phí sản xuất tăng, chi phí nhân công tăng, chi phí vận chuyển tăng. Cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp của anh Lê Hoàng bị giảm doanh thu, anh ấy phải sa thải nhân viên và thu nhỏ hoạt động kinh doanh trong thời kỳ đại dịch, chuyển qua làm việc online. Với doanh thu hàng năm hơn 50 tỷ, quy mô doanh nghiệp gần 30 nhân viên toàn thời gian, hơn 200 nhân viên thời vụ, trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội, thì áp lực duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian này thật kinh khủng và chỉ có thể chịu đựng thêm một tháng nữa rồi tạm đóng cửa chờ dịch Covid được kiểm soát. Hiện nay cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp đang phá sản vì sau nhiều tháng liền chống chọi với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, sức lực tài chính của doanh nghiệp đã bị hao mòn, cạn kiệt không thể tiếp tục. Nhưng phép màu thần kỳ cũng đến với anh Lê Hoàng, đến với công ty Ines, và nguyên nhân lại đến từ chính lời thách đố, bắt đầu từ việc hỏi thăm sức khỏe qua điện thoại giữa anh Lê Hoàng và chị Lý Thanh Phong, giám đốc Better Hub Global. Chị Phong nói, Hoàng ơi, tuần này họp cho vui nha em, cùng nhau kéo lên chứ ai cũng lo lắng vì dịch tụt mút, em vô tám cho đỡ buồn. Lê Hoàng nói, em vào BNI để chơi thôi, họp hành chi cho tốn thời gian chị ơi, với lại em cũng chán rồi, mình phải chạy KPI cho BNI, tào lao hết sức, gì mà đèn đỏ, đèn xanh gì đó, mệt quá. Chị Phong nói, Hoàng học BNI U đi, chị thấy có nhiều cái hay đó, em học để hiểu thêm BNI. Lê Hoàng nói, chị làm chủ tịch chapter thì em học. Ai ngờ đâu, một tháng sau chị Phong làm chủ tịch chapter thật, vì đã hứa nên anh Lê Hoàng thực hiện lời hứa là học BNI U. Anh Hoàng đã tận dụng khoảng thời gian rảnh để vào học các chủ đề đào tạo của BNI với thời lượng học hơn 300 giờ trong vòng 3 tháng. Việc này tạo sự ấn tượng và quan tâm của các thành viên BNI khác. Họ đã hẹn lịch one-to-one để tìm hiểu về lĩnh vực công ty anh kinh doanh, sự khác biệt của công ty anh và các công ty khác cùng ngành nghề, cùng thị phần kinh doanh. Qua đó cũng biết được công ty Ines chuyên thi công các tòa nhà văn phòng, dự án lớn cho các công ty đa quốc gia. Nhờ khả năng kết nối nguồn cung hàng từ Mỹ nhanh gấp đôi các công ty khác, Ines luôn được tín nhiệm trong việc triển khai các dự án gọi vốn FDI và họ đã trao referral cho anh Lê Hoàng. Sự thay đổi về lượng đã làm thay đổi về chất. Sau khi học BNIU, những kiến thức về kinh doanh và marketing đã giúp anh Hoàng thắng thầu được referral 13 tỷ cho việc thi công hệ thống M&E cho tập đoàn Microsoft tại Hà Nội qua sự giới thiệu của đồng đội BNI. Và các hạng mục mà công ty Ines trúng thầu bao gồm hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống nối đất, hệ thống dữ liệu và tổng đài, hệ thống ống nước vệ sinh, hệ thống cứu hỏa, hệ thống cử từ, hệ thống an ninh điện tử và đang chào gói thầu 8 tỷ cho việc cung cấp hệ thống cơ điện cho một công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin nổi tiếng cả thế giới. Cả hai gói thầu này là referral của chị Hương Tata. Lời kết. Nếu bạn đang đổ lỗi cho việc bạn tham gia BNI mà không có referral lớn, không có referral chất lượng, gặp nhiều khó khăn khi trúng thầu và cơ hội trúng thầu thấp, thì chúng tôi tin rằng với câu chuyện của anh Lê Hoàng sẽ cho bạn một góc nhìn khác. Thực tế, trên thế giới và trong BNI có rất nhiều những doanh nhân, tỷ phú, giàu có với những câu chuyện thành công đầy ngưỡng mộ của riêng họ. Câu chuyện của anh Lê Hoàng trên đây sẽ là minh chứng thực tế nhất cho việc học tập suốt đời, không ngừng ngại khó, không ngừng nỗ lực để vươn tới thành công, dù hiện thực có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì cũng là một bước để vươn tới đỉnh cao. Giai đoạn khó khăn, nhưng họ đã phản ứng để đạt được những điều tuyệt vời nhất thay vì để số phận kéo họ lại phía sau. Đối với họ, thành công bao giờ cũng không có giới hạn, con đường thành công không rải hoa hồng. Bạn hãy thay đổi và nắm bắt tư duy đúng đắn để thực hiện hóa mọi ước mơ thay vì đầu hàng số phận và để đi đến sự thịnh vượng bền vững bằng con đường học tập suốt đời. Nếu bạn đang là một doanh nhân hay chỉ là một nhân viên kinh doanh đang chạy đua trên con đường thành công của chính mình, thì bạn không thể bỏ qua một bí quyết thành công của kinh doanh là học.
học giúp việc kinh doanh của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Với anh Lê Hoàng thì học trong BNIU giúp anh ấy thành công. Cuối cùng, chúc bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình.